Đến với chương trình Bước Nhảy Hoàng Vũ là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với mình. Và đồng thời, đó cũng là một thử thách đòi hỏi khá nhiều thời gian và nỗ lực. Với lịch làm việc dày đặc và các chuyến bay liên tục, quỹ thời gian của mình càng trở nên eo hẹp hơn khi nhận lời tham gia chương trình. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng để cân bằng được mọi thứ, từ công việc, gia đình đến niềm đam mê của mình. Và tôi cùng với bạn nhảy luôn cố gắng để tập luyện và có được những động tác, những điều nhảy và những tiết mục đặc sắc khi đến với chương trình. Nhưng trong quá trình tập luyện, tôi không may đã gặp phải những chấn thương không hề nhẹ. Và nhiều lần, bác sĩ cũng khuyên tôi không nên tiếp tục tham gia chương trình để tránh những tổn thương nghiêm trọng hơn. Và điều đó đã khiến cho chúng tôi hết sức lo lắng vì không biết rằng liệu mình có thể tiếp bước trên con đường này hay không. Thế nhưng, tôi đã quyết định không bỏ cuộc và hy vọng với niềm đam mê và nghị lực, tôi sẽ vượt qua được những khó khăn và thử thách này.